Hi, xin chào bạn. Và nếu như ở thời điểm hiện tại bạn vẫn đang mất thời gian tìm kiếm cho mình một chiếc tai nghe Joyolux có một cảm giác đeo nó phải thoải mái này, có một cái chất lượng đàm thoại nó phải tốt, có một cái thời lượng pin nó phải kiểu cực kỳ trâu bò, hay thậm chí là các bạn muốn chiếc tai nghe Joyolux của mình nó phải là có khả năng chống nước để các bạn có thể mang nó đi ra ngoài chạy bộ hay là vào phòng tập gym cơ. Và đặc biệt hơn, quan trọng hơn đấy là cái mức giá của nó thì nó phải gọi là phải dễ chịu nhất có thể, phải không? Kiểu như là gọi là ngon bổ rẻ vậy. Và ở trong video hôm nay thì các bạn thấy ở trên tay của mình đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc tai nghe Joyolux đến từ thương hiệu là Sharpeed với tên gọi là Joybird, một chiếc tai nghe mức giá khoảng tầm hơn 800.000 mà thôi. Vậy thì tai nghe này nó lại có gì đặc biệt thì trong video hôm nay chúng ta cùng mở hộp cũng như là trên tay nhanh sản phẩm này nhé. Và đây là hộp của chiếc tai nghe này, một cái phần chiếc tai nghe mức giá khoảng tầm 800 ngàn thôi, nhưng mà chúng ta sẽ được đóng hộp rất là cứng cáp chắc chắn luôn. Và mình sẽ không làm vòng nữa, mình sẽ mở hộp ra luôn nhá. Đây, để mở hộp ra thì nó cũng giống là ba tai nghe khác thôi. Mở ra chúng ta sẽ có gì? Một cái phần sách hướng dẫn sử dụng như này, một cái phần giấy chống sốc, một cái phần xốp chống sốc. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe như này đấy, và cuối cùng phía dưới này là một cái sách hướng dẫn sử dụng tiếp đấy, lại là một cái sách hướng dẫn sử dụng được viết bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Trung. Nói chung là cái sách hướng dẫn sử dụng này bằng tiếng Anh thì các bạn có thể đọc rất là dễ dàng luôn nhá. Ngoài ra thì trên này là chúng ta sẽ có một cái túi đựng, trong này thì tất nhiên rồi không thể thiếu được là một cái sợi cáp sạc. Và đây là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp sạc, đây là USB Type-C được làm rất là cứng cáp luôn. Và rồi quay trở lại với chiếc tai nghe này thì đầu tiên là mình sẽ đưa ra một vài nhận xét nhanh của mình về phần ngôn ngữ thiết kế của nó. Và đầu tiên thì mình nghĩ rằng một số bạn khi các bạn nhìn trực tiếp vào cái phần hộp sạc này, các bạn nhìn thấy mình cầm một cái phần tai nghe hộp sạc rất là lớn này, thì các bạn thấy rằng ôi tai nghe gì mà hộp sạc to thế. Thì mình nghĩ rằng là các bạn từ từ nhá, tại vì hộp sạc này thì nó sẽ kiêm luôn là một cái cục sạc dự phòng của chúng ta. Ở bên này chúng ta sẽ có một cổng sạc, đấy là USB Type-A để sạc ngược cho cái điện thoại chúng ta. Còn lại ở cái phần tai nghe bên trong thì nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Cái hộp sạc nó to bao nhiêu thì cái phần tai nghe nó lại nhỏ bấy nhiêu. Đây, một cái tai nghe nó kiểu có thiết kế kiểu đeo nó kiểu khá là giống với AirPods. Và ngoài ra ở đây chúng ta sẽ có một cái phần mic tai nghe được tịnh tiến khá là sát với cái phần miệng của chúng ta. Và như vậy thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe nó sẽ mang lại chúng ta một cái chất lượng đàm thoại nó tốt hơn. Và quay trở lại với cái phần hộp này, thì hộp này thì ở bên này chúng ta sẽ có một cổng sạc Type-C nhá. Thì đây các bạn sẽ cắm vào, nó rất là chắc chắn luôn. Còn về cơ chế mở hộp của chiếc hộp sạc này thì chúng ta sẽ được trang bị bằng nam châm, và mặt trước này chúng ta cũng có một cái dãy led để kiểm tra, chúng ta có thể kiểm tra được cái trạng thái pin, dung lượng pin ở trên tai nghe. Chuyển sang cái phần tai nghe thì các bạn thấy luôn là như mình nói rồi, nó sẽ có một thiết kế nó kiểu khá là giống với AirPods, cụ thể hơn là nó sẽ có một kiểu đeo là lai dây nia với AirPods. Ở mặt này chúng ta sẽ có những phần lưới để bảo vệ cái phần tai nghe. Cái phần bề mặt này thì các bạn nhìn nó kiểu khá là giống nút bấm vật lý phải không, nhưng mà nó không phải đâu, nó là hoàn toàn bằng cảm ứng nhá. Dưới này là chúng ta sẽ có những cái phần đèn led thông báo như này để hiển thị là cái trạng thái kết nối cũng như là trạng thái hoạt động ở trên tai nghe. Và tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang về những phần tính năng, những phần công nghệ. Thì đầu tiên là về chủ quyền không dây đi, thì tai nghe này thì sẽ được trang bị chủ quyền không dây, đấy là Bluetooth 5.0 cùng với cái khả năng đấy là hoạt động độc lập cái bên tai nghe. Và với chủ kết nối này thì nó sẽ hỗ trợ tất cả những codec phổ thông, ví dụ như là SBC cũng như là AAC. Đáng tiếc rằng nó lại không hỗ trợ codec đấy là aptX, một điểm mình thấy kiểu cũng khá là kiểu hụt hẫng phải không. Và nếu như bạn đang thèm muốn cái codec đấy là aptX thì các bạn có thể tìm hiểu cái chiếc tai nghe đấy là Sharpeed TrueEngine 3 SE, một cái chiếc tai nghe mà mình đã có một cái video mở hộp cũng như là đánh giá rồi, các bạn có thể xem lại cái video đấy ở trên này nhá. Và rồi quay trở lại với chiếc tai nghe này thì nói về thời lượng pin thì sao, tai nghe này sẽ có dung lượng pin lên tới là 70 giờ, con số kinh khủng phải không. 70 giờ là con số tổng thời gian sử dụng nhá. Nói chính xác hơn thì tai nghe này sẽ có cái thời gian sử dụng ở trên tai nghe này trong một lần sạc đầy là khoảng tầm 3,5 giờ. Còn khi các bạn kết hợp với phần hộp sạc này nữa thì hộp sạc này có thể sạc lại cho cái phần tai nghe này lên tới là 20 lần. Kinh khủng phải không nào, 20 lần. Như vậy là chúng ta sẽ có tổng thời gian sử dụng lên tới là khoảng tầm 70 giờ. Một con số mình nghĩ rằng là nếu như các bạn mang tai nghe này đi du lịch thì các bạn có thể thoải mái yên tâm luôn. Kiểu như là chơi nhạc, chơi game, xem phim bét tai nghe mà khỏi phải lo hiện tượng là tai nghe hết pin. Tiếp theo là về khả năng chống nước thì tai nghe này sẽ được trang bị khả năng chống nước đấy là IPX4. Và chính vì thế nên là mình nói ở đầu video là tai nghe này ngoài việc là cảm giác đeo thoải mái ra thì chúng ta có thể có một cái khả năng chống nước giúp chúng ta có thể mang nó vào trong phòng tập gym này, chạy bộ ngoài trời, nói chung là rất thoải mái luôn. Tất nhiên là khả năng chống nước IPX4 thì nó chỉ chống được những cái tia nước bắn nhỏ mà thôi. Nên là các bạn cũng lưu ý cho mình đấy là cái tai nghe này thì nó sẽ không có khả năng chống nước quá cao đâu. Các bạn nên lưu ý cho mình nhé, cực kỳ lưu ý luôn. Còn về những thao tác điều khiển thì sao? Tai nghe này thì như bạn thấy luôn là chúng ta sẽ có được trang bị những thao tác điều khiển ở trên tai nghe này là bằng cảm ứng. Và đối với chiếc tai nghe này thì chúng ta có thể dễ dàng thực hiện những thao tác ví dụ như là tạm dừng phát nhạc này, nghe nhận trả lời cuộc gọi, từ chối cuộc gọi. Các bạn có thể nách bài này, quay trở lại bài, hay thậm chí là các bạn có thể tăng giảm lượng trực tiếp ở trên tai nghe. Tiếp theo là về phần âm thanh thì theo như là hãng công bố thì cái chiếc tai nghe này sẽ được trang bị một cái màng loa sinh học có đường kính lên tới là 14.2 mm. Với một cái màng loa lớn như thế này thì mình nghĩ rằng là tai nghe này nó sẽ hứa hẹn mang lại cho mình một cái chất lượng âm thanh nó rất là ấn tượng, một cái âm trường nó được rộng mở hơn, cũng như là
âm thanh của nó sẽ được trung thực hơn. Và đấy thì vừa rồi mà cái video mở hộp cũng như là trên tay nhanh với chiếc tai nghe Soundpeak Truebuds. Thì không biết là các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này, một chiếc tai nghe mức giá khoảng tầm hơn 800 ngàn thôi, nhưng mà chúng ta sẽ được trang bị rất là nhiều tính năng cũng như là rất nhiều công nghệ đi kèm phải không? Còn không biết là về phía bạn thì các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Các bạn còn có câu nào nữa thì đừng quên để lại cho mình một cái ý kiến ở phía bên dưới phần comment của video nhé. Còn nếu như bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên là nhấn like video, nhấn subscribe kênh và đừng quên là nhấn nút chuông thông báo. Sắp tới thì mình sẽ có rất là nhiều video đánh giá chi tiết về cái chiếc tai nghe này thì các bạn đừng quên bỏ lỡ nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.